Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến với kênh Mỹ Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Lâm Dương. Đây là mía mà khoảng 5-6 ngày trước mình thu hoạch. Sau khi thu hoạch cái mình róc sạch vậy nè, rồi mình bỏ vô từng túi ni lông ha. Mình để trong tủ lạnh này là cũng được 5-6 ngày nay. Bây giờ mình mới có thời gian để mà đem ra để mình ép, mình lấy nước, để mình bỏ vô từng chai nhựa đó mình cất vô tủ đá. Thì ở nhà mình có sẵn cái máy xay nước mía, nên cứ mỗi một năm á, mình chờ cái hột mía mình vô mùa thu nè, cái mía nó già đó, nó ngọt á, rồi mình thu hoạch hết một đợt luôn. Thì mình có cái máy xay này thì mình xay nó cũng rất là dễ. Cái máy này cũng rất là đơn giản. Phía dưới nó có cái hộc để mà đựng cái nước mía nó chảy xuống đây ha. Cái ống nhựa trắng này là mình gắn thêm nha. Mình muốn cho nó dài ra thì mình gắn thêm. Còn nếu không thì thôi, mình không cần gắn thêm cái ống đó ha. Còn mặt ở sau lưng á, thì có chỗ để cho cái xác mía khi mình quay mình ép á, cái xác mía nó chảy ra đây nè. Mình lấy cái mâm mình đựng lại, khi nó đầy thì mình đem đi dục ha. Thì cái máy xay nước mía này cũng rất đơn giản thôi. Cái này thì là loại mình xay bằng tay, có loại xay bằng máy nữa. Cuối video mình sẽ để cái hình cho cô chú anh chị bạn thấy rõ hơn. Thì trước khi xay nước mía, mình sẽ đi ra cây tắc, mình hái vài cây tắc vô trước, rồi sau đó mình sẽ quay trở lại mình ép nước mía nha. Ở nhà hiện tại thì mình cũng sẵn có hai cây tắc nè, trái cũng rất là nhiều luôn. Mấy bữa trước mình để phía sau nhà đó mà chuột nó hoành hành nó phá quá trời, nó cứ cắn nửa trái nó bỏ nè, nên mình sợ nó sẽ phá hết cây á. Mình tiếc hai cây tắc đang có trái rất là nhiều nữa, nên mình đã đem lên trước nhà mình để đỡ. Thì từ bữa giờ đem lên đây nó cũng đỡ ghê, chứ không thôi là để phía sau là nó phá hư nát cây hết luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ hái vài trái ha. Thì trái ở đây nó cũng đã chín vàng rồi nè. Nhiều trái lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Chắc cái cây này cũng có trên 200 trái luôn á. Thì nó có nhiều sai lắm. Cái sai mình đang hái là nó đã chín vàng rồi nè. Còn có loại thì nó mới hường hường màu vàng. Cũng có loại nó còn đang màu xanh. Xanh mà xanh trái lớn cũng như là xanh trái nhỏ cũng có nữa. Nói chung cái cây này đang sai trái lắm. Nhiều ơi là nhiều luôn nè. Mà cái loại tắc này tắc chua, nên trái của nó rất là tròn mà bự. Còn cái loại tắc ngọt thì nó hơi bầu bầu dục dài dài ha. Cái này tắc chua nên trái tròn, mà trái nào trái nấy cái da nó mọng nước căng cứng luôn nè, dắt ra rất là nhiều nước luôn á. Cây tắc này mình thích lắm, mình thích cái loại chua này hơn là cái loại ngọt luôn á. Bởi vì cái loại chua này nước nó nhiều hơn là loại ngọt. Cái loại chua mình có thể làm tắc muối để mà quậy nước uống cũng được nè. Còn không làm mứt tắc. Còn không nữa thì mình có thể chế biến thức ăn cũng từ cái tắc chua này được. Còn cái tắc ngọt á, tuy là mình có thể hái trái mình ăn, cái vỏ phía ngoài nó ngọt, nó ngon hơn là tắc chua, nhưng mà nước nó ít xịt à, nó không có được nhiều, nên mình cũng khó chế biến làm thức ăn thức uống như là tắc chua. Do vậy ở nhà cô chú anh chị các bạn, nếu mà được mình trồng một hai cây tắc chua này ha, vừa chế biến thức ăn thức uống mà còn có cây giống như cây kiển để trước nhà mà còn may mắn nữa chứ, lại đẹp nữa. Trời ơi, coi nhìn là công hai ba chuyện, mới hái chút xíu mà được như đó đó. Trên cây thì hiện tại cũng còn nhiều trái lắm đây nè. Wow, nhìn thấy mê lắm, nhìn phía dưới lên nhìn thấy mê lắm. Mình không biết là quay trong đây nhìn có thấy rõ hay không, chứ hiện tại là trái nhiều ơi là nhiều luôn. Tại nó chín vàng thì mình mới thấy rõ, còn nếu không màu xanh thì mình không thấy. Cây bên đây cũng vậy nữa nè. Cây bên đây thì cây mẹ, nhưng mà nó lại nhỏ hơn cây chiếc bên đây, nhưng mà trái cũng có nhiều, nó nằm ở chính giữa đó, ở phía trong nè. Đó, thấy chưa? Wow, đã chưa nè. Trái nhiều lắm luôn, nhưng mà cây này nó chưa có trái chín nhiều như cây bên kia. Cây lớn bên đây đó, từ cây bên đây mà chiếc sang bên đây mà giờ nó cao gấp đôi luôn nè. Đã lắm cô chú anh chị bạn ơi. Mê ơi là mê luôn. Đó, được nhiêu đây nè. Nhiều lắm chứ bộ. Mình mới hái có chút xíu thôi đó. Mà thơm ơi là thơm luôn. Một trái là một ly nước mía là mình có thể nặng được một trái là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra sau nhà để mà mình ép nước mía ha. Mía này mình đã róc sạch cái vỏ mình bỏ hết rồi. Tại cái vỏ nó màu nâu đó, mình muốn nước mía nó được màu vàng đẹp nên mình đã bỏ cái vỏ nâu nó. Chứ thật ra cái mía này cái vỏ nó cũng không có cứng lắm. Thì bây giờ đã róc vỏ bỏ rồi thì cái thân nó trong rất là mềm luôn. Mình bỏ vô mình quay rất dễ dàng. Nhưng mà cái chỗ mà mình bỏ cây mía vô phải cẩn thận nha cô chú chị bạn. Bỏ vô rồi mình rút cái tay ra, chứ không thôi là để cái tay mình quên á,
là nó sẽ đi vô từ từ luôn á, rất là nguy hiểm luôn. Nhớ là cẩn thận, nhà có con nít thì không nên cho nó đụng vô ngay chỗ đó khi mà mình quay mía nha. Mới quay được có 1-2 cây thì ông xã mình ông ra nó để ông quay cho, nên bây giờ mình chỉ cần lấy mía mình bỏ vô thôi, còn nhiều để ông quay hết. Thì hiện tại mình có tới 4 bịch mía ha. Hôm bữa mình róc thì là 19 cây. 19 cây thì mình róc được 4 bịch nha nè. Nhiều lắm á cô chú chị bạn ơi. Để mình ép hết 19 cây mía này coi được khoảng bao nhiêu lượng nước mía nha. Mình nghĩ chắc cũng nhiều à, cũng 2 ga lông có hơn á. Để mình cố gắng mình xay hết coi thử nó ra sao. Đó thì nước mía của mình á, từ trên đó nó chảy xuống dưới như vậy. Thì cái máy nước mía này nó ép cũng rất là khô cái vỏ mía. Nói chung mình có thể ép một lần thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà mình muốn kỹ hơn á, thì mình rút cái xác mía phía sau á, mình bỏ lên phía trước, mình ép lại lần hai nữa. Đó, mình ép lại lần thứ hai nữa để cho nó hoàn toàn là nó dắt khô cái xác mía luôn. Chưa ép hết một bịch mía mà đã được một ca này rồi nè. Một ca này là khoảng 4 cup ha. Đó, wow, nước mía vàng tươi luôn á. Mình có cho một miếng cắt vô đây để cho nó giữ cái màu vàng lại nè. Để coi thử được mấy cái ca miếng này. Đây mình quay gần cho cô chú và bạn nhìn thấy rõ hơn nè. Sau khi mình ép nước mía thì nước chảy xuống đây như vậy, màu vàng đẹp chưa. Rồi cái chỗ này nè, mình bỏ cái mía vô phải cẩn thận nha, chỉ dịnh ở phía ngoài thôi, đừng có đưa tay vô đó mà lỡ quên á là rất nguy hiểm luôn. Thì cái chỗ này nó cũng nhỏ nên một cây mía mình nó cũng hơi bự nè, nên bỏ một cây vô là vừa rồi. Ngay chỗ này á, nó có làm cho mình cái cần để mà mình đóng mở tùy theo mình muốn nè. Mình muốn mở thì mình mở, mình muốn đóng thì mình đóng. Nước nó sẽ chảy ra từ đây. Rồi cuối cùng mình cũng đã xay xong hết 4 bịch mía ha. Đây là cái ca cuối cùng nè. Cái nước mía nó màu vàng tươi rất là đẹp luôn. Thì là 19 cây mía mình đã xay xong. Đây là tổng cộng 19 cây mía mình ép ra được nhiêu đây. Thì mình nghĩ là khoảng chừng 2 ga lông nước mía luôn. Hai bình này nó đầy rồi, nên cái bình miễn này mình không có chế ra được nữa, nên mình chế vô cái bình nhựa đó đó. Thì mấy cái tắc này mình sẽ nặng một ít vô trong cái bình này thôi, mình không nặng nhiều. Đợi khi nào mà mình uống thêm á, mình muốn thêm nữa thì mình sẽ hái tươi, mình lấy tươi mình nặng vô luôn.
Còn bây giờ là mình nặn vô trong đây để cho cái nước mía mình nó giữ được cái màu vàng lâu á, nó không có bị giống như là biến màu á. Đó, thì mình nghe cô chú bác anh chị chỉ như vậy đó, nên bây giờ mình sẽ làm thử nha. Đó, mình nặn vô đây vậy đó, một ít thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong những cái bình này để mà mình cất vô trong tủ đá cho nó gọn dễ á. Chứ mình để nguyên một bình bự này vô á thì khi mình uống là mình đem ra nó tan đá nguyên bình nhiều lắm. Mình chia ra từng bình nhỏ vậy mình để nó cũng gọn gàng trong tủ đá hơn. Cũng như là mình uống bao nhiêu thì mình lấy bình đó ra bấy nhiêu thôi. Thì đây là những cái bình nước của mình, nước suối á. Thì mình về mình đổ nước suối ra ha. Mình lấy mấy cái bình này rất là tiện luôn, gọn gàng, sạch sẽ, rồi để cũng không có bị chiếm chỗ trong cái tủ đông của mình. Và đây là thành quả sau khi mình ép hết cái mớ mía của mình là được nhiêu đây nước nè. Chế vô đây bình nè cô chú chị bạn cũng khoảng 15-16 bình ha. Thì mình để từng bình về nè, mình cất vô tủ đông kia nè, mình uống cái mình đem từng bình ra đó. Nó cũng dễ dàng cất mà cũng dễ dàng lấy ra nữa. Nó cũng mau tan đá lắm. Thì nước mía bỏ đông đá uống thì tuy là nó không giống 100% như mình mới vừa xay tươi, nhưng cũng được 80% đó cô chú anh chị và các bạn. Vừa cái mùi vị cũng như là màu sắc luôn. Nên nói chung là bỏ tủ đông là tuyệt vời, giữ được rất là lâu luôn á. Còn về máy xay nước mía thì mình order trên Amazon ha. Trên đó nó có nhiều loại máy lắm. Có hai loại, một loại là cắm điện, còn một loại là xay tay giống như mình. Mà giá cả thì nó cũng rất là nhiều giá luôn. Cô chú anh chị các bạn thích loại nào thì mình sẽ chọn loại đó. Sau khi mình xay xong rồi mình rửa cũng dễ nữa. Cái máy nó đơn giản, không có khó rửa. Rửa sạch sẽ rồi mình cất vô. Một năm ở đây thì mình chỉ sử dụng có một lần thôi. Rồi mình sẽ mời cô chú anh chị và bạn thưởng thức với mình ly nước mía của mùa 2024 nha. Thì không có cái gì hạnh phúc hơn bằng là mình tự trồng mía rồi mình chặt vô rồi tự xay ép làm nước luôn. Cho dù ly nước mía này nó không ngọt mà mình uống vô vẫn thấy ngọt, phải không cô chú anh chị các bạn? Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay. Mến chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn video tiếp theo. Bye bye.